Hân Hạnh gặp lại anh chị đang xem review trên kênh Nhà đất Đà Nẵng. Hôm nay một ngày đẹp trời. Công ty xin giới thiệu đến anh chị một siêu phẩm vừa được ra lò. Siêu phẩm này là ăn Tết. Đây là một căn nhà mặt tiền, đường quy hoạch trước nhà là đường 5m5 cộng vỉa hè mỗi bên 3m. Ô tô đậu đỗ trước nhà. Nhà này được xây dựng 30 đúc 3 tầng với diện tích đất là 72 mét vuông. Bề ngang của nhà chúng ta là 4 mét rưỡi và bề dài là 16 mét. Hướng nhà của chúng ta là hướng đông bắc. Bây giờ mình sẽ tiến vào trong để cho anh chị xem siêu phẩm của chúng ta. Nhà rất là đẹp. Quan trọng là giá bán rất là phải chăng. Đường này đường nhựa 5m5 này. Và đây là vỉa hè. Vỉa hè 3m. Vào khu vực này là chúng ta có xăng để xe máy. Hệ thống cửa chính này là cửa sinh pha Nhật Bản. Wow, nhà đẹp quá. Căn nhà này được xây dựng mới hoàn toàn. Full nội thất và nội thất cao cấp. Anh chị nào mua nhà này với việc dọn vào là ở thôi. Nhà này rất là gần biển, từ đây chúng ta đi bộ ra biển là chỉ có vài trăm mét thôi. Nhà này công năng chúng ta gồm 4 phòng, 4 nhà vệ sinh. Nội thất là full từ A đến Z luôn. Anh chị với việc dọn quần áo vào là ở liền. Mẫu mã này là mẫu mã mới nhất năm 2022 được công ty mình gửi đến anh chị. Anh chị đang xem review trên kênh Nhà đất Đà Nẵng, nếu thấy nhà đẹp thì xin để lại một bình luận và cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ công ty. Công ty sẽ review rất là nhiều nhà đẹp gửi đến anh chị. Anh chị nào đang cần mua thì xin liên hệ mua, và anh chị nào đang cần học hỏi về kinh nghiệm cũng như kiến trúc nhà thì đây là một kênh review rất là tuyệt vời. Anh chị chỉ cần đăng ký kênh ủng hộ là ok, và like cho mình một like nhé anh chị. Đây là khu vực tủ rượu. Tủ rượu ngay cầu thang, ngay ô giếng trời. Trên này chúng ta có ô giếng trời này. Nhà này là bề ngang là 4 mét rưỡi, bề dài 16 mét, tổng diện tích đất là 72 mét vuông và xây dựng lên là 3 tầng đúc. Nhà này mà không mua thì đi mua nhà nào nữa. Nhà này được công ty mình chào bán chỉ có là 4 tỷ 950 thôi. Giá khá là mềm. Một căn nhà cũng gần biển như vậy, công ty mình đã quay review lên và đã bán là 5 tỷ rưỡi. Nhưng căn này chỉ có 4 tỷ 950. Giá này là giá đầu tư. Anh chị nào đang cần mua đầu tư thì nhanh tay liên hệ. Mua căn nhà này ra sang ra Tết là anh chị có lời rồi.
Đây là phòng khách. Nhầm, đây là phòng bếp. Phòng bếp rất là sang trọng. Tông màu của nhà này là tông màu nhã, nhã nhặn, nhẹ nhàng. Tông màu sáng, nhìn rất là sang nha anh chị. Phía sau của bếp là chúng ta sẽ có một khu vực nhà vệ sinh ở sau cùng, và khu vực này đang để trống đây. Đang để trống đây chưa biết làm gì. Nếu anh chị nào đang cần lắp một cái giường ngủ ở chỗ này để cho người già, người lớn tuổi thì cũng được luôn. Và phía sau cùng của nhà chúng ta là sẽ có một lối thoát hiểm. Nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh phụ dưới tầng trệt sau nhà. Còn nhà vệ sinh chính là nó sẽ nằm ở trong phòng ngủ. Phòng ngủ có vệ sinh khép kín. Hệ thống nước của nhà ta rất là ok luôn nha anh chị. Anh chị nhớ bật chế độ 4K lên để xem cho nó rõ. Bảo đảm ở ngoài thực tế nó sẽ đẹp hơn trong video. Nhà này mà không mua thì đi mua nhà nào anh chị ơi. Nhà đẹp, giá rẻ, vị trí đẹp, gần biển. Ở đây chúng ta có thể chiều chiều đi bộ ra biển tắm biển này, ăn hải sản rất là tuyệt vời. Hai bên tường nhà chúng ta được ốp gỗ nha anh chị. Đây là gỗ an cường, chống ẩm. Một loại gỗ mắc tiền nhất của các loại gỗ công nghiệp. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên tầng lầu để cho anh chị xem. Nhà chúng ta được bố trí là mê lệch, lệch tầng. Nội thất chúng ta ốp gỗ. Bố trí lệch tầng này nhìn cái nhà nó rất là thoáng. Chúng ta trên phòng, mà trên phòng này chúng ta có thể nhìn xuống phòng khách được. Vị trí này vừa ở vừa buôn bán kinh doanh ok luôn nha anh chị. Bởi vì xóm khu vực này nó rất là đông dân, gần biển. Di chuyển lên lầu 2 thì phía sau đây chúng ta có một phòng ngủ.
Từ phòng ngủ này chúng ta có thể nhìn xuống phòng khách được luôn. Rất là tiện. Đây chúng ta có cửa sổ. Cửa sổ này mở ra lấy gió và lấy ánh sáng rất là ok. Ở đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ. Nhà vệ sinh chúng ta có bồn tắm đứng, kính cường lực. Di chuyển lên phía trước này chúng ta có một phòng ngủ master. Nó rộng hơn phòng ngủ phía sau. Khi bước vào đây là chúng ta sẽ có nhà vệ sinh ở bên phải. Nội thất chúng ta được đóng cao đến trần luôn. Đây là gỗ. Nhà này tông màu sáng. Rất là sang xịn mịn luôn đó anh chị nha. À, tông màu đẹp không? Nội thất khá là đẹp. Anh chị xem video này của mình, Thái nhà đẹp, nhớ để lại một like, một bình luận nha anh chị. Nội thất nhà chúng ta rất là sang trọng. Ở đây chúng ta có mở cửa ra ban công. Vậy chúng ta sẽ di chuyển lên trên tầng 3. Nhà chúng ta được xây dựng tường 20 rất là kiên cố. Chống thấm rất là kỹ. Anh chị mua nhà của công ty mình là yên tâm luôn, nhà làm có bảo hành đường hoàng. Bước lên tầng 3 là phía sau này chúng ta có một phòng ngủ tiếp. Vẫn là tông màu nhẹ nhàng. Mỗi phòng là mỗi mỗi mẫu khác nhau. Tông màu này rất là phù hợp với các bạn trẻ.
Và các anh chị cô chú lớn tuổi cũng ok luôn. Màu này là màu sạch. Sau này chúng ta có phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh khép kín, có nhà tắm đứng. Khu vực ô cầu thang này được ốp đá. Đá này là gọi đá quy cách. Và chúng ta có ô dưỡng trời, lấy sáng lấy gió luôn. Ô cầu thang này chúng ta nhìn xuống đến tầng tầng trệt được luôn. Di chuyển lên đây là chúng ta sẽ có bên phải là chúng ta có khu vực giặt phơi giặt sấy, nó thông đến phía trước luôn. Và phía trước đây là chúng ta có khu vực này để làm phòng thờ. Phía trước phòng thờ là chúng ta có một sảnh hiên khá là rộng rãi. Rất là ok luôn nha các anh chị. Đây, mình sẽ đi lại cho anh chị xem nè. Đây là phòng thờ. Phòng thờ như vậy là ok rồi. Riêng tư. Rộng rãi. Ở đây chúng ta có lối đi ra đây. Đây là chúng ta đi ra chỗ khu vực để máy giặt. Đây là khu vực cấp thoát nước máy giặt này. Tiếp theo đây là chúng ta có một cái cầu thang để leo lên trên sân thượng. Và tiến đến đây là chúng ta có cửa thông ra lại. Thông ra lại phía trước. Đó, mở cửa ra là gió nó lùa vào rất là mát luôn. Đây là khu vực xung quanh nhà của chúng ta, hàng xóm. Ở đây nhìn thấy biển luôn. Kế bên nhà của chúng ta là trường mầm non nha anh chị. Sát vách nhà chúng ta là trường học mẫu giáo. Đứng đây chúng ta nhìn thấy biển này. Chỉ có nếu chúng ta đi thẳng một đường là 200 mét là ra đến biển. Cách biển 200 mét khá là mát. Nhà này là ở nghỉ dưỡng ok luôn á. Mình đứng đây mà gió nó lùa vào mắt rượi luôn. Anh chị thấy chưa? Khu vực có ba cái cây ở giữa màn hình đó là biển. Xe ô tô chúng ta có thể đậu trước nhà này. Đậu thoải mái luôn. Rồi mình xin nhắc lại nhà này diện tích đất là bề ngang 4,5 m, bề dài 16, tổng diện tích là 72 m², xây dựng lên 3 tầng đúc. Hướng nhà là hướng đông bắc và giá bán là 4 tỷ 950.
Trong khi thị trường khu vực này, nhà này đáng lẽ là phải 5 tỷ rưỡi, nhưng mà công ty mình bán nhanh trước Tết 4 tỷ 950. Anh chị quan tâm xin liên hệ số điện thoại. Anh chị nào đang cần thiết kế, thi công, xây dựng nhà đẹp tại Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận thì xin liên hệ để được tư vấn miễn phí. Công ty mình rất hân hạnh được đón tiếp anh chị gần xa, anh chị trên trong cả nước. Anh chị nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ công ty nhé anh chị. Mình sẽ xin tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại anh chị. Mình sẽ đi quay tiếp những video khác gửi đến anh chị. Anh chị nào đang cần thiết kế thi công xây dựng nhà tại Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận thì xin liên hệ để được tư vấn miễn phí nha anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.